Ok, nếu bạn có nhu cầu nạp robot cũng như cày thuê, hãy truy cập ngay shoprobot.net ngay ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình trong tựa game Beastwarm Simulator. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại tựa game này và nói về một con NPC thứ hai trong tổng số 5 NPC mới của phần 2 BMAT 2020 nha. Ở phần đầu tiên mình đã nói về con Honeybee, một con ong. Tuy là cái tên nó là Honey, tức là mật ngọt, nhưng mà nó không hề ngọt tí nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ bàn về một con NPC thứ hai. Con này tên là Spirit Bear. Con gấu mình nay nói á, là con này nói rất là nhiều. Nhưng mà nếu các bạn đã nhận được nhiệm vụ của nó và xem qua thì nó không hề nhiều như là cái cách nó nói chuyện. Và chúng ta có thể đánh giá rằng trong 5 con NPC mới của phần 2 này thì con Spirit Bear là con gấu cho chúng ta nhiệm vụ dễ nhất. À thì ngoài lời một chút xíu, ban đầu chúng ta nói con Spirit Bear mà nó là con gấu tinh thần hay là con gấu linh hồn gì đó ha. Chúng ta cứ nghĩ con gấu đó là do admin họ thích đặt gì họ đặt thôi, nhưng mà không phải các bạn ạ. Theo mình có nghiên cứu trên Google nè, trên Wiki nè, con gấu tên là Kermode, nó còn được gọi một cái tên khác là gấu thần linh The Spirit Bear, nghĩa là con gấu này có thật. Một cái phân loại đặc biệt của gấu đen Bắc Mỹ, sống ở các vùng duyên hải miền Trung và Bắc của Canada. Và mình có lục lại sơ sơ về cái tiểu sử của Onyx Admin của tựa game Beastwarm, thì anh ta sinh ra ở Texas của Mỹ, nhưng mà hiện tại anh ta luôn cập nhật tựa game Beastwarm theo cái giờ ETD, tức là cái giờ ở khu vực Canada. Và theo mình nhớ không nhầm á, thì con Spirit Bear này á, là cái con NPC gấu nha. NPC gấu được cập nhật mới nhất trong tựa game Beastwarm, tại vì nó cập nhật trên khu vực 35 con ong nè. Rồi, hơi lan man chút xíu, giờ mình quay trở lại về cái nhiệm vụ này nhé. Để có thể nhận được nhiệm vụ BMAT 2020 của con Spirit Bear, các bạn cần phải có 35 con ong trong cái tổ ong của mình, 35 slot. Thì chúng ta có thể truy cập vào khu vực này ha. Trên đây thì có cánh đồng dừa, cánh đồng ớt, một cái memory mask, một cái miếu gió Dedonep và một con Spirit Bear. Con gấu nói chuyện rất là nhiều, nhưng mà nhiệm vụ nó thì không nhiều đâu. Nó cũng nhiều nè các bạn, đây góc trái này. Nhưng mà nó không có khó. 5 nhiệm vụ đầu tiên chúng ta không cần phải nói, tại vì nó chỉ là collect pollen, collect goo từ một cánh đồng bất kỳ, 240 triệu, 40 triệu, 4 triệu goo, rất là ít đúng không? Tiếp theo, chúng ta có nhiệm vụ collect 250 Moonchamp token. Thì Moonchamp token á, các bạn có thể kiếm bằng hai cách. Thứ nhất là các bạn sẽ pha mầm cây mặt trăng, Smooth Brow. Thì cái mầm cây này á, các bạn có thể sử dụng cái này nè, sử dụng cái pin, Magic Pin. Thì bình thường nếu như mình farm á, nó cho chúng ta một cái mầm cây bình thường thôi. Nhưng mà khi ban đêm xuống, tỷ lệ xuất hiện ra cái mầm cây mặt trăng khá là cao. Và cái việc mà các bạn farm mầm cây mặt trăng nó sẽ cho chúng ta xuất hiện nhiều Moonchamp token nhất. Còn không á, thì các bạn đợi ban đêm xuống cũng phải đợi ban đêm thôi. Xuất hiện những cái con đom đóm, các bạn chạm vào tất cả con đom đóm, nó sẽ xuất hiện một cái Moonchamp token ở giữa một bầy đom đóm đó. Nếu bạn xuyên xuyên á, thì một đêm chỉ kiếm được khoảng tầm 8-10 cái Moonchamp thôi. Còn nếu ban đêm xuống, các bạn sử dụng cái pin, cái Magic Pin, tỷ lệ xuất hiện ra cái mầm cây mặt trăng ấy, thì các bạn có thể kiếm được từ 15-20, mầm cây nào bự thì 25-30 cái Moonchamp token. Và các bạn chỉ việc kiếm 250 thôi, hiện tại mình là 181/250 nè. 5 nhiệm vụ tiếp theo cũng cực kỳ dễ, nếu có đủ nguyên liệu thì rất là dễ. Donate cho miếu gió, thì đương nhiên bạn nhận nhiệm vụ của con Spirit Bear được thì bạn phải lên được cái miếu gió rồi đúng không? Ở đây thì mình còn một nhiệm vụ là donate 300 strawberry nè. Thiệt ra là mình đang chừa cái strawberry với lại cái blueberry để crafting red extract và blue extract. Chúng ta chưa có bao giờ reboot 100 tỷ, đúng 300 cái thôi nha. Tại vì nhiệm vụ yêu cầu mình cứ làm thôi. Donate xong. Và nó cho mình tiền ha, cho mình boost ở cánh đồng dâu strawberry và cánh đồng clover field. Khá là nhanh đúng không? Mình đi xuống 4 nhiệm vụ cuối cùng nha. Sử dụng 5 lictor. Đấy, lictor mình đang còn 190 cái nè. Bây giờ nó về gummy boost nó thay đổi rồi. Mình cần 300 red extract, 300 blue extract, 300 lictor, 999 blue. Hồi trước là blue với lại red là 250 thôi. Bây giờ nó đổi lên 300 rồi, thêm 50 cái. Sử dụng lictor nha. Cái lictor này á, thời gian cooldown 15 phút. Nghĩa là nếu các bạn muốn sử dụng 5 lictor thì chúng ta phải tốn 75 phút. Cứ đi farm thôi. Vừa đi farm vừa kết hợp sử dụng lictor thì nó sẽ hiệu quả hơn và tiết kiệm hơn. Cái nhiệm vụ tiếp theo sử dụng 25 cloud vial, 25 hũ may. Hũ may là một trong những vật phẩm cần thiết sau khi các bạn đã donate cái spirit petal cho miếu gió. Rồi cứ quăng cloud vial vô, chúng ta sẽ có tỷ lệ triệu hồi được cái trứng windy bs, là ra con windy bee trong cái tổ của mình ấy. Thì cái cách kiếm cloud vial này cũng có rất nhiều cách, và cách dễ nhất để các bạn hãy kiếm là hãy đi tiêu diệt con white windy bee. Con white windy bee nghĩa là con windy bee hoang dã, nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở một thời điểm nào đó trong server. Và cách thủ công dễ hơn, chúng ta sẽ donate cho miếu gió Star Jelly. Cái này được xác nhận rồi,
tỷ lệ cao 95%. Một hũ, hai hũ, ba hũ, bốn hũ cũng được. Cứ donut miếu gió Star Jelly là tỷ lệ xuất hiện là 95%, ra được con White Winnie Bee, và các bạn cứ tiêu diệt nó. Mỗi lần các bạn tiêu diệt nó một cánh đồng thì chúng ta sẽ có được một hũ Cloud Vial. Hiện tại thì trong inventory mình xài hết rồi cho nên mình không có cho bạn coi được. Nhiệm vụ thì còn thiếu nè, còn thiếu 8 Cloud Vial nữa ha. Thì cái này mình chỉ cần triệu hồi con Winnie Bee một lần nữa, đi tiêu diệt nó là đã dư được 8 Cloud Vial rồi. Sau đó mình sẽ xong luôn cái nhiệm vụ sử dụng 25 cái ha. Và như bạn thấy hai nhiệm vụ dưới mình cũng đã xong rồi, sử dụng 100 Snowflake hoa tuyết. Cái video mà hướng dẫn đi farm cái hoa tuyết nhâm mình đã có review cho bạn rồi. Các bạn có thể coi lại. Các bạn đi thu nhập 100 cái rồi sử dụng nó. Và nhiệm vụ cuối cùng là mat 25 pair memory mat game. Cứ mỗi một cặp hình giống nhau các bạn sẽ tính là 1 25 lần như vậy. Trong cái tựa game này chúng ta sẽ có 4 vị trí nha. Trò chơi memory mat thường chúng ta sẽ có 4 vị trí. Ở khu vực này là một cái nè. Rồi ở khu vực cái shop trên 15 con ong á, chỗ cánh đồng pineapple và cánh đồng dứa là chúng ta có một cái ha. Một cái nữa là chúng ta sẽ có trong cái chỗ crafting, cái chỗ blender nè, trong cái nhà crafting mặt nạ honey mask các kiểu ấy, chúng ta có một cái memory mask. Thời gian mỗi memory mask nó sẽ cooldown khác nhau, cũng như là số tiền của mỗi memory mask nó sẽ khác nhau. Và một cái nữa là nó nằm trên chỗ bubble bee man. Các bạn có 30 con ong, các bạn vô trong chỗ onyx nè, đi vô cái nhà này ha. Và ban đêm xuống, lại là ban đêm xuống, những mặt trăng bậc thang nó sẽ sáng lên. Các bạn nhảy lên chỗ Bubble Bee Man, và kế bên chỗ Bubble Bee Man nó cho chúng ta một cái trò chơi Memory Mat thứ tư. Đó là 4 trò chơi các bạn có thể hoàn thành Mat 25 Pair in Memory Mat Game. Khi bạn hoàn thành xong V-Mat 2020 của con Speed Repair, nó cho các bạn trang trí cái miếu gió thành cái hình dạng trái tim cho cái mùa Valentine, cũng như nó sẽ kích hoạt các bạn cái này, một cái memory mask mùa đông. Nó tốn chúng ta cái đơn vị là Snowflake 100 hay 150 gì đó không nhớ nữa. Thì nhiệm vụ Speed Repair này mình nghĩ chắc tốn đâu khoảng tầm tiếng nữa là mình xong rồi. Nhưng mà trong video này mình muốn đưa tới các bạn nội dung video cho nó nhanh á, cho nên vẫn chưa hoàn thành ha. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích hãy để lại một like để ủng hộ cho series này của mình nha. Chúng ta còn con Stick Bug chưa phân tích nè, và con Gummy Bear chưa phân tích nè, cũng như là Bubble Bee Man. Hãy đón xem nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với xe đi, chờ gì nữa, đăng ký kênh chưa, coi chùa hoài à, kỳ ghê á.